Ánh của từ thầy Thích Nhật Từ. Thì thầy nói thì riêng thầy Nhật Từ thì thầy cũng biết khá lâu, thầy cũng đụng chạm với thầy rất là nhiều việc trong cái sự bất đồng. Thứ nhất là vấn đề ngài là qua Thái Lan, thì ngài cũng có sự xích mích với thầy vấn đề về tôn giáo, về ăn mặn chay. Thì sau đó thầy đi qua Ấn Độ 7 năm thì ngài cũng đi qua tham quan Bồ Đề Dụ Đạo Tràng. Thì thầy thuyết pháp rất là nhiều tại ngay Bồ Đề Đạo Tràng là Bết Ca Gia Ấn Độ. Thì Phượng Tọa Thích Nhật Từ á, thì cũng thầy cuộc đời có một cái ngành nghề riêng, và mình á, khi đi làm là có cái nghề là làm một cái chức vụ nào đó, một cái nghề nào đó, thì tu cũng là một cái nghề. Thì chúng ta mỗi cái nghề đó, thì trong Phật giáo có 84.000 pháp môn của Đạo Phật. Thì trong mỗi cái pháp môn nó có một cách dẫn giải, một cách triết lý riêng, một cách tu tập riêng. Thì Thượng Tọa Nhược Từ á, thì anh ta thì chỉ có biết là tối ngày cứ phê bình và chỉ trích những cái lỗi của người khác, mà chưa bao giờ hướng dẫn cho những Phật tử phương pháp có từng pháp môn tu như thế nào. Và mình phải cùng nhau hòa nhập từng cái tôn giáo với nhau, rồi cái từng cái phong tục khác nhau, rồi từng cái pháp môn tu khác nhau. Nhưng mà riêng ngài Nhật Từ với Thượng Tọa Chân Tính cũng như Hòa Thượng Chí Quảng cũng như các một số là tu theo pháp môn niệm Phật A Di Đà và Bồ Tát, thì đối với thầy thì họ tu bất cứ pháp môn gì thì thầy cũng không bao giờ đụng chạm bất cứ môn khác. Nhưng mà đối với thầy thì kinh nghiệm đi 34 nước và đi Ấn Độ, thì về nước Ấn Độ thì thầy cũng đã thuyết pháp về có những pháp môn về đại thừa, tiểu thừa, rồi trong đó có là đạo lõa khể, rồi đạo bà la môn, rồi đạo khờ khăn lửa, đạo khờ khăn trăng, đạo khờ có nghĩa là khờ về tất cả các vị khăn, rồi khờ về khăn nước, khăn gió, rồi khờ về khăn lửa. Thì thầy đã nghiên cứu đi khắp mọi miền của nước Ấn Độ. Thì đất nước Ấn Độ thì rất là sâu rộng và rất là đẹp. Thì Đại Đức Phúc cũng tìm sư học đạo, tìm tất cả các ngành nghề cũng như các cái tôn giáo khác cũng như các cái pháp môn khác. Thì thầy thấy trong cái Ấn Độ á, thì mỗi cái phong tục tập quán của từng nước Ấn Độ nó cũng hơi khác nhau rất là nhiều, khá với Việt Nam. Thì chúng ta khi Đại Đức Phúc đang thuyết pháp cũng như đang hoằng pháp tại nước Ấn Độ á, thì Thượng Tọa Nhật Từ đi ngang qua dẫn một cái đoàn giáo phái của Việt Nam đi tham quan tại nước Bồ Đề Đạo Tràng. Thì ngài cũng có người cũng không biết thấy sao, thầy không có đụng chạm, nhưng mà ngài là nào không đúng chánh pháp và tượng Phật nào không có tại Việt Nam và tượng Phật nào có ở tại Việt Nam. Thì Thượng Tọa nói mày tu được tới đâu mà mày giảng pháp tào lao tướng đế. Cái Đại Đức Phúc mới trả lời: kính thưa anh Nhật Từ, tôi với anh là hai một lĩnh vực tu hành khác nhau và hai pháp môn cũng khác nhau. Nếu mà anh hiểu rõ giáo lý về pháp môn chúng tôi thì anh bớt những lời lẽ đụng chạm với nhau. Thì khi tu với tu là hai màu sắc hay là cùng màu sắc, hai một dân tộc hay cùng một dân tộc, thì mỗi người, mỗi cái dân tộc, mỗi màu da khác nhau, như mà mình cũng nghĩ là tình đồng đội, giống như hoài là tình tu hành, cũng như là đời đời là khi ngoài đời chúng ta phải vất vả sống để chiến đấu giành lại độc lập về bình là những người lính. Còn mình chúng ta là bằng cái áo này đã hy sinh cho tổ quốc, hy sinh cho đồng bào, hy sinh cho đất nước, hy sinh cho tôn giáo. Thì mình phải hòa đồng tôn giáo, hòa đồng các cái tông phái, đừng nên chia rẽ nhau vì một cái tông phái mà mình tông phái này mình nói, tông phái kia mình hắt hỏi hoặc mình không cần. Thì đạo Phật chúng ta là mục đích hướng dẫn cho con người tìm con đường giải thoát mà giác ngộ. Tại sao Phượng Tọa có những cái đụng chạm mà coi thường con người với con người và coi thường một bậc tu sĩ? Thì đạo Phật chúng ta có nhiều đường lối và các phương pháp tu nhau. Thì 84.000 pháp môn cũng như 84.000 vị ăn, giống như ta có người nào trong các 84.000 món ăn,
thì mỗi món ăn thì mỗi người thích món ăn nào thì sẽ làm món ăn đó. Thì tại sao đạo Phật chúng ta cũng vậy, thích nghi với một tôn giáo nào, thích nghi với một pháp môn nào thì chúng ta theo pháp môn đó. Thì ngài đó là dùng những lời lẽ châm biếm, rồi chia rẽ tình đoàn kết dân tộc, chia rẽ cái tình đoàn kết về Phật giáo là như thế nào. Thì Khổng Tọ đụng chạm thầy tại Ấn Độ, sau thầy trở về nước Thái Lan, trở lại về nước Thái Lan á, thì cũng đụng chạm một vấn đề gây gắt nữa. Khi mà hàng năm thì hiện tại thì 12 năm thì 12 năm tổ chức chương trình về Chủ tịch Liên Hiệp Quốc có mời 107 nước. Thì Đại Đức Hạnh Phúc là trong thành viên, cũng là người phục vụ cho tăng đoàn, cũng như các chính phủ, thủ tướng, chủ tịch nước, cũng như các tôn giáo và chủ tịch giáo hội 100 quốc gia, 108 quốc gia trở lên. Thì Đại Đức Hạnh Phúc là một thành viên của Liên Hiệp Quốc tại nước Thái Lan cũng như Bangkok, là Hòa Thượng Bundit, là vừa là chủ tịch của Liên Hiệp Quốc mà vừa là hiệu trưởng trường Đại học Mahachula Longkorn tại Bangkok, Thái Lan. Và thầy cũng là một vị nương tựa nơi đệ nhất pháp chủ của Hòa Thượng Khích Kính Chiếu, là một vị chủ tịch của giáo hội Phật giáo Anam Nikan, gọi là tiếng Việt là Anam Kai, là ở tại Bangkok, Thái Lan, là Việt Nam mình. Thì Hòa Thượng cũng đã mấy đời, có nghĩa là nhiều đời của cha mẹ sống ở tại Bangkok, Thái Lan. Thì Hòa Thượng cũng sinh sống ở đó, nhập quốc tịch người Thái thì tại đó. Thì cha mẹ của Hòa Thượng cũng là người Thái, nhập quốc tịch Thái, và là gốc thì gốc người Việt Nam, mà người thì người Thái. Thì khi mà Đại Đức Phúc gặp một cái chương trình của tòa nhà UN, UN là tòa nhà Liên Hiệp Quốc, và trường Đại học Mahachula Long Con, thì Hòa Thượng Tọa Chân Tính cũng dẫn đụng chạm với thầy. Ê, mày giáo hội Phật giáo, mày có phải là giáo hội Phật giáo Việt Nam không mà mày vô đây là làm gì? Cái Đại Đức Phúc nói, tôi là thành viên cũng như là cùng với ban tổ chức để tiếp đón những lãnh đạo cũng như các thủ tướng chính phủ cũng như tất cả các chủ tịch giáo hội Phật giáo và vua chúa có nhiều quốc gia đến đây. Thì tôi phục vụ mục đích là vì tinh thần đoàn kết và vì tinh thần phục vụ cho các chư tăng, chứ tôi không phải gì ham cái gì gì ở đây, hay là tôi nói là tôi là giáo hội Phật giáo Việt Nam gì cả. Thì tôi cũng đón tiếp giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đến đây, là tôi là bên đây, tôi là văn phòng của giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan mà. Và tôi cũng đại diện cho một trường đại học quốc tế, thì tôi học hạc sĩ tiến sĩ tại trường Mahachula Longkorn mà. Và tôi cũng là một người thường xuyên thân cận với chủ tịch giáo hội Phật giáo Liên Hiệp Quốc mà. Mà tại sao ngài gặp tôi, ngài hắt hủi tôi, nói tôi không được vào tổ chức, tôi được không gia tham gia vào chương trình tổ chức của Liên Hiệp Quốc, rồi ngài xui đuổi kêu tôi thì đừng vào cái chương trình đó, không phải là thuộc sở hữu của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi là một người nương tựa nơi đệ nhất pháp chủ của chủ tịch giáo hội Phật giáo A Nam Kai tại Thái Lan, và tôi cũng là một người khai khế hòa thượng chủ tịch giáo hội Phật giáo A Nam Kai tại Bangkok, Thái Lan này cũng như nước Thái này. Ngài là một người làm trong ngoại giao và cũng như là ban văn hóa, hay là người đại diện cho hiệu trưởng cũng như phó hiệu trưởng Phật giáo Hoàng Hạnh ở Việt Nam qua đây. Thì trong cái đoàn của Việt Nam mình qua đây cũng là một người khách thôi, đến đây chúng tôi là người phục vụ cho anh Nhật Từ đừng nên nói những cái lời lẽ như vậy. Tôi không khích anh nói những lời đó, anh đến đây khích tôi phục vụ thì tôi sẽ phục vụ, không phục vụ tôi sẽ mời anh đi tự nhiên và tôi không tiếp nữa, tôi sẽ mời người khác đón tiếp. Thì Khổng Tọ Nhật Từ thì cảm thấy không muốn nói chuyện với thầy nữa, thì lúc đó thầy mới làm một công việc khác, thì thầy mới chuyển qua mục đích làm những công tác khác. Thì đụng chạm thì cái lúc đó, cái sau cái chương trình đó, thầy đưa lên các đại biểu các hượng lên có chỗ ăn chỗ nghỉ, thầy đón tiếp từng khách sạn. Thì sau đó lại về thêm cái phần nữa, khi mà trường đại học Mahachula Longkorn ở Bất Kaya xong, trở về tòa nhà của UN là tòa nhà Liên Hiệp Quốc. Thì khi Đại Đức Hạnh Phúc cũng đeo khẽ vô đầy đủ, cái ngài lại nhắn nhủ nói á, giáo hội Phật giáo không chấp nhận cho anh vào cái đoàn của giáo hội Phật giáo Việt Nam và anh không được vào tổ chức này. Cái Đại Đức Hạnh Phúc mới nói,
Tôi nói thật với anh Nhật Từ ơi, anh sống anh phải biết tình người, dù đời hay đạo. Và bao nhiêu tổ chức trong đây 100 lẻ mấy nước, mà trên 6.000 người ở đây, mà trong đó có 3.000 đại biểu là người làm chức sắc cao nhất, là từ nhà vua, chính phủ, thủ tướng chính phủ, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, ban tôn giáo chính phủ của nhiều quốc gia, cũng như là chủ tịch của giáo hội Phật giáo 108 nước. Thì tôi cũng là hàng năm được chụp hình những cái nhiều phái đoàn, cũng như tiếp đón nhiều thủ tướng của chính phủ và tôn giáo. Thì tại sao anh cũng phải tôn trọng tôi cái quyền con người, và tôn trọng tôi là một tôn giáo đại diện cho Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan cũng như Campuchia, mà tại sao giờ anh dùng là không chịu là sao? Mà vì sao gì anh chịu? Thì anh không công nhận ở Việt Nam, thì tôi đến đây tôi cũng là giáo hội Phật giáo Việt Nam tại xứ này, mà vì lý do một cái việc nhỏ nhặt ở Việt Nam, thì tôi giờ hồi xưa tôi không xuất gia Việt Nam, thì tôi giờ tôi xuất gia bên Campuchia, Thái Lan, mà tôi cũng làm việc trong giáo hội. Thì dù anh phải biết là người Việt Nam được quyền thành lập giáo hội nhiều quốc gia, và cũng được quyền tự do đi cả trên 192 nước, thì đến nước nào chỉ cần anh đã gia nhập một tổ chức nào thì có quyền pháp lý đầy đủ của tổ chức đó, tại sao anh lại kiếm chuyện với tôi, mục đích là gì? Sau khi một cái chương trình Liên Quốc, cái năm 2015 Việt Nam mình 24 gì tổ chức tại Liên Hợp Quốc ở tại chùa Bái Đính, thì Khổng Tọ cũng gặp thầy nữa, ông biết thầy là chuẩn bị về Việt Nam về khách sạn, cái người ta sắp xếp thầy có giấy khương mời, cái nơi giấy khương mời này ai cho anh vô, giấy khương mời này á tôi không muốn cho anh ngủ khách sạn, cũng không cho anh dự chương trình này. Cái thầy cũng không biết nói sao, từ bên Bangkok bay về đại diện cho giáo hội Phật giáo Campuchia và giáo hội Thái Lan. Hôm nay các hương mời này ai mời anh? Anh đến sao không chủ tịch mấy người đó đi mà anh đi khai hết là sao? Tôi yêu cầu khách sạn không giải quyết cho anh này. Cái đại đức Phúc nói, tôi cảnh cáo anh Nhật Từ, anh sống anh không có đạo đức, và anh chẳng có biết người nào là người nào. Và tôi về đây tôi đại diện cho giáo hội Phật giáo Anh Nam Ca Thái Lan, và đại diện giáo hội Phật giáo Ma Ha Diên tại năm bên của giáo hội Phật giáo Ma Ha Diên Campuchia, mà về anh ăn nói vậy hả? Chắc tôi khèm về tổ chức dự chương trình của anh hay sao? Cái ta đọc ship hàng vô một chánh điện của chùa Bái Đính, mà giờ hồi đó là gọi là lớn nhất của chùa của ông Nguyễn Tấn Dũng thành lập, cũng như là của giáo hòa thượng Thích Khanh Tứ là phó chủ tịch giáo hội Phật giáo Việt Nam mình là trụ trì cái chùa Bái Đính đó. Thì sau đó đại đức Phúc mới ổng vô, đang vô cổng cái ông cản, ông cho vô, giờ tôi không muốn cho anh vô, anh ra ngoài. Cái đại đức Phúc cũng nhịn, thôi anh cho tôi vô thì tôi đi về, cảm ơn anh Nhật Từ nhá, không anh cứ tổ chức đi, tôi đến đây tôi về nước rất là vất vả và khó khăn, chỗ ăn anh cũng không cho ăn, mà chỗ ngủ anh cho ngủ, rồi dự lễ anh cũng không cho, sao dùng những thủ đoạn sâu bờ nghịch lý rồi làm cho tôi cũng rắc rối quá anh ơi. Cái từ đó đại đức Phúc mới đi về Hà Nội, không muốn ở đến dự nữa, tại vì mình là một đại biểu mời từ quốc gia Thái Lan về, mà ảnh lại nói chuyện một cách khô, mà ảnh nói một cách không có vô tổ chức và chẳng cần ai là đại biểu, ai là khách. Thì từ đó thì khi về thành phố Hồ Chí Minh, ảnh tại vì anh Nhật Từ á, hồi xưa giờ ảnh là học chung Thượng Tọa Chân Tính, hồi đó học trung cấp, và cũng trường trung cấp thì Thượng Tọa Chân Tính với Nhật Từ đó học chung nhau là trường trung cấp. Thì hai anh này á thì có cái dù ngang rất là khắp lùng nhất ở Việt Nam, thì ảnh cũng nói cũng cục ngẳng, mà khăn thì lùng. Ta nói hồi xưa ông bà nói lùng mà lói, lòi mà lúng, mà còn thêm câu nữa nè, nhứt lé nhì lùng cứ ba tứ súng. Thì ông Nhật Từ với ông Khổng Tọ Chân Tính y chang, lùng mà lói là mà lòi mà lúng, mà lại hả ăn nói thì ngang tàng, chẳng có biết ai là ai. Thì thầy Đại Đức Anh Phúc cũng nhịn cho đến tới bây giờ, khi trở về Việt Nam, về để chăm sóc lo một cái chùa Hoằng Pháp Trung ương chút, ổng cứ soi bói những việc ăn, việc ngủ, rồi xây dựng như thế nào, soi bói đủ thành phần, soi bói hết cái chuyện học hành, học ở đâu, làm gì, điều tra y như bộ công an mà điều tra thầy đang làm thủ tướng, làm như thầy làm thủ tướng thì nộp sơ cho nhà, hồ sơ cho nhà nước hay chủ tịch giáo hội,
thầy đâu có tranh giành chức chủ tịch giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà thầy cũng đâu có tranh giành cái ghế ngồi đại biểu quốc hội, mà thầy cũng đâu có tranh giành đề bộ đảng bộ chính trị gì đâu, mà cũng đâu có tranh giành gì cái bộ ngoại giao của anh ta. Nhưng mà anh này anh thì cực kỳ, thầy ớn mấy người lùn mà lói, nhất là anh Nhật Từ, ảnh ngang giống như anh Trăng Tính, hai thằng có cái phe. Tôi tối ngày cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật tối ngày, mà cái chữ A Di Đà Phật là gì ảnh cũng không hiểu. Vậy Nam Mô A Di Đà Phật dù 6 tiếng hay là 3 tiếng, mục đích ta dành cho những người dốt nát nhất và những người không ăn học, niệm cho nhanh cho lẹ được vãng sanh. Mà ngộ lắm, hồi còn sống hổn tu mà đỡ chết đi, bắt đầu cái rước cái vãng sanh về Tây Phương. Mà giờ Việt Nam mình nè, Tây Phương nè, rồi Tây Bắc nè, Tây Nam nè, quá trời phía mà không về, cứ chọn Tây Phương vậy. Thì niệm Phật thì hồi đó anh Nhật Từ anh đi Nhật, đi Trung Quốc. Cái anh mà Hượng Tọ Chân Tính cũng vậy, hồi đó đi qua tại Quản gì đó. Rồi Khiêm thì ông Khích Chi Quảng thầy quốc binh Nhật, tu binh Nhật. Mà chúng ta hãy nhớ, ai mà nuôi chó mà chó Nhật là nhớ ta ông Khích Chi Quảng. Cứ ông qua bển, ông nuôi chó Nhật, rồi ông tu thêm phương pháp của Nhật, về ông áp dụng cho cái chùa Quy Nghiêm quận 2. Thì ông tu thêm một phương pháp là kinh Bồ Tát, là kinh Pháp Hoa. Còn Khổng Tọ Nhật Từ thì khuyên mà không có theo đường lối thầy, cứ tối ngày cứ hướng dẫn cho người ta. Ông cứ tối ngày ông nói người ta đừng có đi tham quan, mà ông cứ tổ chức du lịch đi tỉnh này tỉnh kia, đi nước này nước kia, đi du lịch, đi tham quan nước này nước kia đó. Mà ông cứ hay sóc chó với thầy. Thầy buồn nhất là khi nói thầy là chó mà ông còn sóc chó hơn, thầy là nổ ông còn nổ hơn. Ông Nhật Từ này lắm, cứ chó là sóc, sóc là chó. Thì thầy quất qua cái Khiêm Hưởng Tọa Chân Tính, cứ tối ngày niệm Phật. Thì ta niệm Phật mục đích là một phương tiện để mà tu, chứ không phải dùng những cái hình ảnh, những cái tượng để chúng ta làm bôi nhọ đi Phật Pháp. Ổng bôi nhọ Phật Pháp mà cứ nói thầy là bôi nhọ. Tại đạo Phật chúng ta là đạo Phật tìm con đường giải thoát và giác ngộ, tu theo chân chánh con đường lối là theo Phật giáo chánh tông là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Di Đà thì thầy tìm hiểu, thầy đi qua Trung Quốc, đi các tỉnh, tỉnh nào thầy cũng đi, đi qua từ Phồng Thành Trung Quốc.